Thì dạ, em xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng một sao tiêu khiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị. Hôm nay kênh có quay trở lại với chỗ của anh Nhân ở cầu Bình Thủy ha quý cô chú anh chị ha. Có một số mai chia sẻ cùng quý cô chú anh chị ha. Tứ quý có mai vàng có ha quý cô chú anh chị nha. Đế cũ, đế đẹp, phong cao, chia cành đầy đủ luôn nha quý cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ anh Nhân trong các clip tiếp và mong clip này cho chúng chị các bạn cũng tiếp tục ủng hộ ha. Giá rất là hữu nghị cho quý cô chú của mình giao lưu nha. Rồi em sẽ khép cho clip luôn ha. Dạ em xin chào anh Nhân ơi. Dạ em chào anh Nghiệp ơi. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị gần xa. Chúc sức khỏe cô chú bác anh chị gần xa. Dạ hôm nay con có về là 30 thôi à. Mai vàng có, tứ quý có à. Xin được giao lưu cô chú bác anh chị gần xa. Số điện thoại con là 0939198843. Số cũng là Zalo cô chú. Dạ. Đây là mã số 1 cô chú. Dạ mã số đầu tiên, mã số 1 là hàng khủng nha cô chú anh chị. Một cây mai vàng lùm lực tàn đa nha cô chú anh chị. Cây đế lưu nha cô chú anh chị. Mai vàng đế lưu ha. Cái đế lưu còn nguyên cái lưu luôn cô chú. Dạ. Ơi đây cái dành lưu luôn. Nó bo nguyên cái đường đế này ha cô chú anh chị. Mai vàng đế lưu chia cành lùm lực luôn nha cô chú anh chị. Cây già lão ha. Rồi cho em xin thông số anh Nhân ơi. Cây này giống như cái này là con bao ship 200 km nha cô chú. Dạ. Tại vì cái này bưu điện nó không có nhận cô chú ơi. Cấp này nó giảm tải rồi phải không? Dạ. Cấp này như nghe nói giảm trọng lượng về đó. À, vị trí này là 46 à. Dạ 46 nha cô chú anh chị. Đò xuống dưới không cắn nở thì ra 50 nha cô chú. Dạ. Đò nhiều vị trí rồi. Trên đầu ghế là tới 56 luôn nha cô chú. Dạ, để luôn còn nguyên lưu nha cô chú chị, đường kính bao nhiêu ha? Đò nguyên cái cũ luôn, nguyên. Dạ. Cái cũ bệ đặt nó. Cái bệ đặt nó là 95 cô chú ơi. Dạ. Này cộng đùm tùm đế này là 200 cô chú. Dạ. Đường kính bầu là 70. Chiều cao là 69 à. Dạ, cái mai vàng. Ê, mã số 1 mai vàng mã số 1 này con xin giao lưu là 13 triệu ạ. Dạ 13 triệu nha cô chú anh chị nha, mã số 1. Rồi, đổi giùm em luôn mã số 2. Rồi qua mã số 2 nha anh nha. Thứ hai cũng là một cái lùng lực nha cô chú anh chị ơi, đế rất lực luôn ha. Theo đâu mã số 2 cũng lùng lực luôn nha cô chú. Rồi mã số 2 cái độc chủ rất là khéo, nhằm giữa tâm luôn nha cô chú anh chị. Hoành lớn ha cô chú anh chị, đế đều 24 giờ luôn. Rồi cái mã số 2 dạ là 49 à. Dạ 49. Tổng cụm đế là 160 à. Dạ. Đường kính bầu là 55. Chiều cao là 65 à. Giấc đoạn này còn nhiêu anh Nhân? Cái này giấc đoạn 18 à. Dạ giấc đoạn 18. Mã số 2 là con xin giao lưu là 9.500.000 à. Dạ 9.500.000 nha cô chú anh chị nha. Một cái mai vàng hoành lớn đế 24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Rất là quyết luôn. Rồi, đỡ giùm em luôn. Từ hàng lớn chuyển sang hàng mini nha cô chú anh chị. Một cây mini để bàn. Cây tứ quý mini nha cô chú. Từ cây khổng lồ chuyển sang cây nhỏ xíu. Đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Mini để bàn khá đế ha. Tàn đa nha cô chú anh chị. Không có mặt cắt luôn nha. Không có thẹo ha. Có 3 cây bự đó thầy. Rồi, em xin thông số luôn. Cái tứ quý mã số 3. Vậy là 24 à. Dạ hoành 24. Chiều cao là 30 à. Dạ. Cây tứ quý mã số 3 xin giao lưu là 1.200.000 à. Dạ 1.200.000 nha cô chú anh chị, mã số 3. Tứ quý. Dạ rồi. Theo là mã số 4 à. Mã số 4. Một cô em chân dài thăng lắc luôn cô chú ơi. Cái này là chân dài đúng hết hồn. Dạ. Đổ bánh xe. À, cây tứ quý nha cô chú anh chị nha.
Tôi quý ngựa số 4 chân dài, chuẩn chân dài luôn, chuẩn lắc luôn ha. Di dạ. Cành đẹp luôn. Dạ rồi, em xin thông số nha. Mã số 4. Dạ là 20 ạ. Dạ. Chân dài là 20 luôn ạ. À. Chiều cao là 72 ạ. À. Mã số 4 này xin Zalo là 2 triệu đồng ạ. À. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị nha. Tứ quý mã số 4. Chi cành đều đẹp nha cô chú anh chị. Thân thì lắc ha. Mã số 4. Dạ rồi. Mã số 5. Theo là mã số 5 ạ. À. Cũng là một cây mai vàng. Tứ quý chứ. Tứ quý. Tứ quý nha cô chú anh chị. Cũng chân dài nữa nha cô chú. Dễ xiên đế nơm. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế cũng kính hết trơn luôn nha. Chi cành đầy đủ luôn nha quý cô chú ơi. Rồi em xin thông số luôn, mã số 5. Dạ là 26 à. Dạ. Chân dài cũng 20 luôn. Chiều cao 85. Mã số 5 này cũng xin Zalo là 2 triệu đồng luôn à. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị, mã số 5. Rồi đổi mã số 6. Ồ cây này mã đẹp dữ ta. Cây tứ quý tàn đa nha cô chú anh chị. Đế cũ luôn cô chú ơi. Mã số 6. Cây này rất là khéo cây nha cô chú, nhỏ mà có vỏ ha. Chi cành rất là đẹp luôn á, không thẹo dứt gì luôn. Đế cũ nha cô chú anh chị, đế cũ đế nơm luôn nha. Rồi em xin quanh luôn cây mã số 6. Vậy là 23. Dạ quanh 23. Cũ này là 27 à. Nguyên cái củ đạt là 37 à. Dạ. Chiều cao là 83. Mã số 6 này xin Zalo là 2.400.000 à. Dạ 2.4 nha cô chú anh chị, mã số 6. Rồi. Mã số 7 cây tứ quý nha cô chú anh chị, cây dáng trực lắc ha. Đế nơm đế cũ nha cô chú anh chị, củ đặc luôn nha. Chi cành đẹp luôn, cái mã số 7. Đế kẹo hết trơn nha cô chú. Thì số 7 này về mình muốn chơi thú rồi mình ghép cái lui ra đây ngồi vô. Đế cũ nha cô chú anh chị. Rồi em xin quanh ha. Cây tứ quý mã số 7, số 8. Phải không ta? Mã số 7. Mã số 7. Dạ là 28 à. Dạ quanh 28. Nguyên một cái củ đặc này là 63. Dạ củ đặc 63. Tổng cụm đế 150 à. Dạ. Chiều cao là 68 à. Mã số 7 này con xin Zalo là 3.900.000 à. Dạ 3.900.000 nha cô chú anh chị, mã số 7. Rồi theo là mã số 8 à. Mã số 8 à, tứ quý mã số 8 nha cô chú anh chị ơi. Cây này cây này hoành lớn phong cao ha, chi cành lực nha cô chú anh chị. Có cành lực lắm cô chú ơi. Dạ 35 à. Dạ quanh là 35, để 24 giờ nha cô chú anh chị. Để điều hết ha. Chiều cao là 96 à. Hoành không bự mà cốt nó bự cô chú ơi. Cốt này tới 21. Dạ. Chi là tới 21 luôn nha cô chú anh chị. Đồ. Chi lên đây thử. Ở trên đây cũng 17 cô chú. Dạ. Chiều cao là 90 à. Mã số 8 này con xin Zalo là 3.500.000 à. Dạ 3.500.000 nha cô chú anh chị, mã số 8. Dạ rồi, đổi giùm em cây số 9 này rất là đẹp nè cô chú anh chị nha. Theo là mã số 9 cô chú. Một cây dáng trực phơm tàng thông hết cô chú anh chị. Đế đẹp luôn nha. Hoành lớn ha. À, cốt cành lớn luôn cô chú anh chị. Cốt cành lực ha, chi cành đẹp, đế đẹp nha. Cây tứ quý này rất khéo cây nha quý cô chú. Rồi cho em xin quanh anh Nhân ơi. Vậy là 33. Dạ. Chiều cao là 69 à. Cụm đế là 140 à. Dạ. Mã số 9 này con xin Zalo là 3.500.000 à. Dạ 3.500.000 nha cô chú anh chị nha, mã số 9. Dạ rồi,
Mã số 10. Mã số 10 à? Cũng là tứ quý nha cô chú chị, cây rất khéo cây nha. Để cũ thôi chú. Dạ. Đế rất là lực nha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ hết luôn ha. Về cô chú anh chị mình rất là dễ chơi ha. Đây là cây mã số 10. 10. Rồi, cho em xin hoành luôn nha, mã số 10. Dạ là 36 à. Chân dài là 21 à. Chiều cao là 98 à. Cái củ ở dưới nhiêu anh Nhân ơi? Củ sát dưới luôn á. Đúng rồi, khúc đó đi. Củ này là 60 à. Dạ, củ 60 nha cô chú anh chị. Cây tứ quý mã số 10. Sao mã số 10 này xin giao lưu là 3.800.000 à. Dạ, 3.800.000 mã số 10 nha quý cô chú. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Mã số 11. Theo là mã số 11 à. Một cây tứ quý dáng trực tầng đa nha cô chú anh chị ơi. Đế đẹp nha. Đế cũng kính bầu cho nha cô chú anh chị. Dạ. Chi cành khéo ha. Giống như là mình chơi tầng thông được cho cô chú anh chị. Nè, đế điều hết 24 giờ nha cô chú nha. Cái này như bị chóc lớp da vận chuyển hết nha. Dạ, nó bị cái nhánh này nè, mình chơi không được, mình cắt không được. Dạ. Rồi cho em xin vành ha, cây mã số 11. Cái này con để cho cô chú chơi, giờ cô chú nếu không thích chơi lồng lực thì mình cắt xuống lại. Vậy là 36 à. Cái củ đạt là 50 à. Tổng cơm đế là 150. Chiều cao là 85 à. Mã số 11 này con xin giao lưu là 3.800.000 à. 3.800 mã số 11. Cái này nếu mà mình về mình chơi lùng xuống đây mình giật nó xuống này cô chú. Tại vì trên đây con thấy còn gốc cành nó không có rễ. Về cho cô chú chơi sao cho cô chú cắt lại. Cắt lại xuống cho nó lực ha. Dạ. Dạ, rồi. Cô chú chỉ thích cao thì cao, không ấy thì mình tán ngay đó cho nó lực ha. Dạ rồi, mã số 12. Theo mã số 12 à. Cái quái nha cô chú chị. Cái chi cành quái nha cô chú nha. Chi cành nó trên rất là lực luôn mà đế ở dưới thì nó ấy nha, thơm gọn như cái bình bông vậy ha, như bó hoa. Dạ rồi, dạ là 30 à. Dạ hoành 30. Chi nó còn bự hơn hoành nữa nha cô chú anh chị. Cùng thế là 135 à. Chiều cao là 85 à. Mã số 12 này con xin giao luôn 2.500.000 à. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị ơi, mã số 12. Dạ rồi. Theo là mã số 13. Rồi cây tứ quý đế cũ cô chú anh chị nha. Tứ quý đế cũ mã số 13. Chi cành đầy đủ luôn cô chú anh chị nha. Một cốt ha. Tàn ra. Rồi em xin thông số luôn, tứ quý đế cũ mã số 13. Vậy là 32 à. Dạ. Cũ là 48 đi. Dạ. Có thể bự hơn. Tính như 48. Tổng cụm đế là 145 à. Chiều cao là 100 à. Mã số 13 này xin giao lưu là 5.500.000 cô chú. Dạ 5.500.000 nha cô chú anh chị nha, mã số 13. Rồi đổi giùm em mã số 14, cây này quái nha cô chú anh chị. Mã số 14 cây này rất quái cô chú. Dạ. Cây này chi cành gì khi cành nó tha lắc như con bạch tuộc kìa. Cái nồi đế này cô chú chị, đế nơ mà cộng bành bành luôn ha. Hình như cái này là một củ mà nó phân ra nha cô chú anh chị ha. Cái một củ á. À rồi cho em xin thông số luôn. Em đo bỏ như chi nhỏ đi. Rồi 49 à. Dạ 49. Còn đo luôn cái chi nhỏ này nè. Tên là 53 cô chú. 53. Số lên là 25 à.
Đường kính bầu là 45, chiều cao là 75. Dạ, mã số 14 này con xin giao lưu là 9.500.000 thôi. Dạ, chú 9.500.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số 14 cây quái nha cô chú anh chị. Nhìn rất là đẹp nha cô chú. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 15. Mã số 15 mai vàng nha cô chú anh chị. Hết tứ quý ha. Dạ, còn một cây tứ quý tàn với cây tứ quý phôi cuối cùng. Dạ. Rồi, cây mai vàng nha quý cô chú anh chị nha. Tới mai vàng quái chỉ cành nhão hết cô chú anh chị phải không anh? Dạ, cái gốc này sầu cám hết trơn nha cô chú. À, chỉ cành nhạo mà lớn lắm nha cô chú anh chị, cây rất là già nha. À, cái này là già là cô chú anh chị ghép mình thoải mái luôn ha. Rồi em xin vành luôn ha, cây mã số 15. Dạ là 26 à. Dạ hoành 26. Chiều cao là 70 à. Dạ. Mã số 15 này xin giao lưu là 2.900.000 à. Dạ 2.900.000 mã số 15. Rồi. Mã số 16. Dạ là mã số 16 à. Mai vàng nha cô chú anh chị, mã số 16. À, nguyên một cái tàn quá chừng luôn ha. Để đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cho em xin gần luôn, mã số 16. Dạ 22 à. Dạ hoành 22. Chiều cao là 90 à. Mã số 16 này xin giao lưu là 1.800.000 à. 1.800k, mã số 16 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 17. Theo mã số 17 à. Mai vàng nha cô chú anh chị, sù trứng ha. Dạ, chị có sù trứng. Dạ. Có chi có cầm luôn cô chú anh chị, dễ, một là chi ghim, hai mình đóng bo ha. Đây nè, sù trứng nè cô chú. Dạ, đó. Còn khúc này là lên da cám hết trơn. Sù trứng ha cô chú anh chị ha. Nè. Cây rất là già cây nha cô chú. Một cây dáng trực lắc ha. Dạ rồi, cho em xin vạch nhanh nha. Mã số 19. Dạ là 21 ạ. À. Dạ. Cao là 70 ạ. À. Mã số 17 này xin giao luôn 1.600.000 ạ. À. Dạ, mã số 17 1.600.000. Dạ rồi. Mã số 18, một cây mai vàng dáng trực lắc phun hơi cao nha cô chú anh chị. Dạ. À, chi cành cũng đầy đủ dày lắm nha cô chú nha. Đế là cũ đặc luôn nha cô chú. Dạ. Để viết luôn nha cô chú anh chị, mai vàng già cây ha. Dạ. Rồi, cho em xin hoành luôn. Cây mã số 18. Dạ là 25 ạ. Dạ hoành 25. Cụ đặt là 42 ạ. Dạ, cụ 42. Chiều cao là 107 ạ. Mã số 18 mà con xin giao lưu là 2.400.000 ạ. Dạ 2.400.000 nha cô chú anh chị nha, mã số 18. Dạ rồi, mã số 19. Một cây mai vàng phong cao già cây nha cô chú anh chị, chi cành nhạo dày, dày chi dày xương nha. Xương rất là dày ha. Gốc thì nó lên da cám hết trơn. Rồi, con xe thông số luôn, cây mã số 19. 19. Dạ là 26 à. Dạ, hoành 26. Cao là 103. Mã số 19 này con xin giao lưu là 2.200.000 à. Dạ 2.200.000 mã số 19 cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, mã số 20. Theo mã số 20 ạ. À. Mai vàng phong cao nha cô chú anh chị, đế cũ nha. Dạ. Dán trực lắc. Chi cành này cô chú anh chị mình về mình đóng bo vô dễ ha, chi nhóc hết trơn ha. Về xả nhẹ đất thôi nha cô chú anh chị, ghép màu chơi tết ha. Rồi. Củ tròn vo nha cô chú anh chị. Hoành là 28 à. Dạ. Nguyên củ là 42 à. Chiều cao là 88 ạ. À. Mã số 20 này con xin giao lưu là 1.400.000 à. Dạ 1.400.000 nha cô chú anh chị, mã số 18. Mã số 20. Mã số 20. Dạ rồi. Mã số 21 mai vàng. À số 21 mai vàng xù rồi chú. Dạ. Có cái lỗi này là con xử lý không rồi nè. Dạ. Nó xù rồi coi chú.
đế khá đế hết rồi chú. Dạ, nó xù cái bể ra chứ. Cây rất là già cây nha cô chú. Cây mã số 21 không anh? Dạ 21. Dạ rồi. Dạ là 34 à? Dạ quên, 34. Chiều cao là 55 à. Mã số 21 này có lỗi này con xin giao lưu là 800.000 à. Dạ 800k, mã số 21. Dạ rồi. Theo mã số 22 à. Cái mai nhỏ mà đế nơm nha cô chú anh chị, rồi đế nơm ha, chi cành đầy đủ luôn. Số 22 nhìn nhỏ mà nó quái cô chú. Nó giống như một con thú đứng vậy cô chú. Cái này mình về mình ghép cây chơi cây cũng nhìn quái lắm nha cô chú ha. Dạ rồi. 22. Này hoành nhỏ. Dạ là 13. Dạ hoành 13. Đó, như đây là 24 ạ. Chiều cao là 65 ạ. Nhưng lên là 19 ạ. Dạ đến 19. Mã số 22 này con xin giao lưu là 1.3 ạ. Dạ 1.3, mã số 22. Số điện thoại con là 0939 198843 cũng số luôn rồi, alo nha cô chú. Dạ. Yeah. Theo mã số 23. 23, một cây đế nơm dán siêu hồi nha cô chú anh chị. Dán siêu hồi đầu. Hoành 22 à. Rồi đế dữ lắm rồi đế nha cô chú. Tổng cụm đế là 129 à. Chiều cao là 105 à. Mã số 23 này con xin giao lưu là 3.200.000 à. 3.2, mã số 23. Theo là mã số 24 rồi chú. Số 24 này sù cám hết trơn rồi chú. Rồi. Số 24 thì có cái lỗ này mà nó chai nha cô chú. Hoành là 27 à. Chiều cao là 82 à. Mã số 24 này xin giao lưu là 1.9 à cô chú. Dạ 1.9 nha cô chú. Mã số 24. Một cây thân lắc đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 25. 5. Alo. Cái gì nha? 25. Chưa? Hả? Chi cành nhạo dữ lắm nhạo nha cô chú chị ha. Cây rất là già cây ha. Đó, phơm cây rất là đẹp nha cô chú. Cái rồi. Thằng nó nu quá trời rồi chú. Em xin thông số luôn nha. Cây mã số 25. Thằng nó u nặng mà lắc luôn nha cô chú. Vậy là 21 à. Chiều cao là 88 à. Mã số 25 này con xin giao lưu là 2.900.000 à. 2.900.000 nha cô chú anh chị nha. Cây mai vàng chi cành nhạo mã số 25 đều lắm cô chú chị lọc. Cây này tàng thông rất là dễ ha. Rồi 26. Theo là mã số 26 à. Mai vàng luôn nha cô chú anh chị, mã số 26. Một cây mai vàng cốt cành cho bá đó. Rồi đế nè cô chú anh chị nha, đều hết luôn nha. Một cây dáng siêu, chi cành đều nha cô chú chị, phơm tàng thông ha. Dạ rồi. 26. Dạ là 26 à. Dạ hoành 26 luôn. Cụm đế là 150 à. Dạ. Chiều cao là 90 à. Mã số 26 là người xin giao lưu là 2.400.000 à. Dạ 2.400.000. Mã số 26. Một cây mai vàng. Dạ rồi. Mã số 27, một cây tứ quý tàng rất là quyết cô chú anh chị ơi. Mã số 27 là cây tứ quý tàng nha cô chú. Tròn vo luôn cô chú chị, thích ghim luôn nha. Dạ xương rất là đẹp luôn ha. Số 27. Nồi đế đẹp lắm nha cô chú anh chị, mình coi cái tàn. Nồi đế đặt hết trơn, cố một cốt hai thăng nha cô chú. Tàn tròn dình luôn. Cái nồi đế nè cô chú anh chị ha. Đế rất là đều ha, tại vì nó nở nè cô chú anh chị ha.
dàn xương rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, thông số ông chủ ơi. Dạ là 30 ạ. Dạ quanh 30. Tổng cụm đế là 138 ạ. Chiều cao là 122 à. Tán ngang là 120 à. Cây tứ quý tàn mã số 27 này con xin Zalo là 3.500.000 à. 3.500.000 nha cô chú chị, mã số 27. Rồi. Dạ mã số 28 siêu phẩm tứ quý cô chú anh chị ơi. Theo mã số 28 mã số cuối luôn nha cô chú. Dạ cái bầu thì như cái mặt bàn luôn nha cô chú anh chị. Bầu tới đâu rồi đấy, tới đó đó cô chú ơi. Tàn đa nha cô chú chị, mấy nhánh anh? 7 nhánh. 7 nhánh luôn nha cô chú anh chị ha. Phát phải không? Dạ. Yeah. Cây này là con bao ship 200 km nha cô chú. Đó, cái nồi đế nè cô chú chị, như con bạch tuộc kia nha. Nhưng mà tuộc đang bò hả, cái mấy cái tua nó quăng 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 ha. 7 nhánh nha cô chú anh chị. Một cốt mà 7 thân ha. Chi cành đẹp nha cô chú anh chị, cái cây như cái mặt bàn luôn á. Rồi cho em xin thông số luôn. Dạ là 56 à, vị trí này à. Dạ 56. Dạ. Đế là 250 đi. Dạ tổng nồi đế là 250. Đường kính bầu là 75. Chiều cao là 79 à. Để giấc ngọn 11 à. Dạ. Mã số 28, mã số cuối này con xin Zalo là 13.500.000 à. Dạ 13.500.000 nha cô chú anh chị. À, con bao ship Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu trở lại cô chú. Rồi à, cuối clip con xin kính chúc sức khỏe cô chú bác anh chị gần xa. Chúc cô chú bác anh chị gần xa năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Con xin cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn anh Nhân luôn. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ Nhân trong các lúc trước, cũng như mong cô chú anh chị các bạn tiếp tục yêu thương ủng hộ cho các bạn nha. Em xin kết thúc video luôn nha.